Việt Nam sắp có ngày bán hàng siêu giảm giá, giống như ngày Black Friday ở Mỹ. Sự kiện sẽ được Cục Thương mại Điện tử Bộ Công Thương cùng nhiều doanh nghiệp tổ chức vào ngày thứ 6 đầu tiên của tháng 12 năm nay. Trong ngày này, nhiều người tiêu dùng mua hàng qua mạng sẽ được miễn phí hoàn toàn phí chuyển hàng hóa và được hưởng nhiều hình thức khuyến mãi khác. Mô hình này không mới vì từ trước đến nay, nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ đã bắt đầu tổ chức ngày thứ 6 đen Black Friday của Mỹ để tung hàng các hình thức khuyến mãi kích cầu. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có một chương trình được thực hiện đồng bộ trên quy mô cả nước áp dụng hình thức bán hàng qua Internet. Dự kiến sẽ có hàng trăm doanh nghiệp tham gia chương trình, từ công ty bán lẻ, thương mại điện tử, doanh nghiệp chuyển phát. Ngày bán hàng siêu giảm giá được tổ chức nhằm thúc đẩy hình thức mua bán trực tuyến phát triển đúng với tiềm năng vốn có của nó.